Thưa quý vị, sau một tháng triển khai luật căn cước công dân, những điểm mới, tính ưu việt, hiệu quả của thẻ căn cước theo luật mới đã được Công an thành phố tuyên truyền phổ biến đến các tầng lớp nhân dân để người dân biết và tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện. Đây cũng là lần đầu tiên trẻ em dưới 14 tuổi được cấp căn cước. Vì vậy, số lượng phụ huynh đưa con đến trụ sở công an các đơn vị để làm thủ tục đã gia tăng đáng kể. Để tạo thuận lợi nhất cho đối tượng này, lực lượng công an các đơn vị đã triển khai làm việc cả vào ban đêm và xây dựng nhiều giải pháp nhằm hạn chế ùn tắc, quá tải khi công dân đến làm thủ tục. Ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục tại quận Long Biên, Hà Nội. 8 giờ tối, gác lại công việc cá nhân, anh Nguyễn Hữu Trưởng tranh thủ đưa hai con đến trụ sở công an quận Long Biên để làm thủ tục cấp căn cước. Cũng như nhiều phụ huynh khác, sau khi được tuyên truyền về lợi ích của thẻ căn cước, anh hiểu việc làm này là cần thiết, nên đã đưa con đi làm từ sớm. Được biết thông tin qua trường của cháu là công an thành phố sẽ tổ chức làm chứng minh thư nhân dân cho các bé 16 tuổi. Nên là hôm nay tôi đưa hai cháu đến công an quận để thực hiện công việc làm chứng minh thư nhân dân cho cháu. Đến đây thì được các cán bộ công nhân viên trong quận được đón tiếp rất là nhiệt tình, thực hiện công việc làm thủ tục rất là nhanh và cách bố trí hợp lý. Ngoài khung giờ làm việc hành chính mỗi ngày, các chiến sĩ thuộc đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an quận Long Biên còn tăng cường làm thêm ca tối để tạo thuận lợi cho phụ huynh và các con có nhu cầu đến làm căn cước. Chỉ trong vòng một tháng đầu triển khai cấp thẻ căn cước, công an quận Long Biên đã tiếp nhận hơn 21.000 hồ sơ. Trung bình mỗi ngày, các cán bộ tại đây tiếp nhận từ 200 đến 300 hồ sơ, riêng K3 là từ 60 đến 90 hồ sơ. Dù lượng công việc tương đối lớn, nhưng có thể thấy các cán bộ tại đây làm việc nhanh và chính xác, không có tình trạng ùn ứ hay gây khó khăn cho công dân. Cái việc mà là lấy phiếu thì cũng thuận tiện cho các gia đình khi đưa con đến đây thì không phải chờ đợi lâu. Và như thế thì cũng rất là thuận lợi cho các gia đình đến làm cho công dân. Và mình thấy rằng là cái không khí làm việc ở đây là rất là thoải mái. Ngay sau khi luật căn cước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, lực lượng cảnh sát khu vực Công an phường Gia Thụy, quận Long Biên đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị tại địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thông qua nhiều hình thức khác nhau. Từ tuyên truyền tại trường học, trên các nhóm Zalo, tổ dân phố, khu dân cư. Là thời gian cao điểm triển khai nên công tác này còn gặp một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp người dân sớm được thụ hưởng những quyền lợi mới của luật căn cước đề ra. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền đến các nhà trường, đến các tổ dân phố và từng người dân về những quy định mới về luật căn cước. Thì hiện tại thì công an phường cũng đã tổ chức triển khai tuyên truyền và hướng dẫn người dân đến công an phường hoặc công an quận để cấp cái căn cước công dân theo luật căn cước mới. Thì các cháu dưới từ 0 đến 6 và 6 đến 14 thì có một cái số cái khó khăn vướng mắc là các cháu còn nhỏ. Nhiều cháu khi đi làm thì vẫn hiếu động và một số phụ huynh thì cũng chưa nhận thức hết được cái việc cấp căn cước có cái tiện ích. Nên là công an phường vẫn đang tuyên truyền và hướng dẫn cụ thể cho đến từng hộ dân để mọi người thực hiện được đảm bảo. Đặc biệt, để giảm tải tình trạng đến trụ sở xếp hàng, chờ đợi lâu mới tới lượt, Công an phường Gia Thụy đã có nhiều giải pháp hiệu quả. Đối với những gia đình có hiểu biết về công nghệ thông tin, cha mẹ có thể sử dụng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để đăng ký cấp thẻ căn cước cho con ngay tại nhà. Còn đối với những phụ huynh có nhu cầu đến trực tiếp trụ sở, các cán bộ chiến sĩ sẽ hướng dẫn công dân đến lấy số và giấy hẹn từ sáng. Sau đó chỉ cần mang giấy hẹn và quay lại vào buổi tối để thực hiện thu thập dữ liệu cá nhân. Nhờ vậy, mỗi lượt công dân đến không mất quá nhiều thời gian, đã được tiếp đón và hoàn thành xong thủ tục của mình. Buổi sáng tôi đã được các đồng chí công an hướng dẫn qua để lấy số trước, xong đến và có hẹn giờ để đưa con quay trở lại làm thủ tục. Khi quay trở lại buổi chiều tối thì mặc dù là tôi thấy đông nhưng mà thì đã được lấy số trước nên tôi cũng không phải chờ đợi quá lâu. Và cái việc làm này tôi thấy rất là khoa học và hợp lý. Chúng tôi cũng là đề ra những cái giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi cũng làm bố trí công việc cho nó, tuyên truyền cho nhân dân trên các cái nhóm Zalo để hướng dẫn cho người dân là thực hiện cái việc là
thao tác trên dịch vụ công ở nhà, sau đó thì công dân đó đến trụ sở mang cái mã công dân đó đến trụ sở để thực hiện cái việc mà cấp cho nó thuận lợi. Cái thứ hai là chúng tôi cũng bố trí cái lực lượng khác ngoài cái lực lượng cảnh sát khu vực là cũng tham gia ứng trực hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát khu vực để thực hiện cái nhiệm vụ đặc biệt là cấp căn cước công dân này. Đấy, cái thứ ba là chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với đội nghiệp vụ làm sao đó là bố trí cái công việc nó thật sự là khoa học, tăng cường cái lực lượng máy móc phương tiện để đáp ứng được cái nhu cầu của người dân. Theo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, tính đến cuối tháng 7 vừa qua, cả nước đã tiếp nhận hơn 913.600 hồ sơ cấp căn cước mới. Trong đó, nhóm dưới 6 tuổi là hơn 260.000 hồ sơ, nhóm trên 14 tuổi là hơn 415.600 hồ sơ. Thẻ căn cước mới có nhiều ưu việt, bổ sung thêm sinh trắc về mống mắt để nâng cao tính bảo mật. Trẻ em khi có thẻ căn cước sẽ thuận lợi hơn khi đi khám chữa bệnh, nhập học hay thực hiện các thủ tục hành chính khác mà không phải mang theo giấy khai sinh, sổ hộ khẩu như trước đây. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, việc đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước đã có thể thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bước thực hiện thủ tục này. Bước 1. Công dân Việt Nam, chủ xe, chuẩn bị hồ sơ xe, chụp ảnh của xe, chụp từ phía trước đầu xe theo góc 45 độ, bảo đảm nhìn rõ kiểu dáng xe. Chủ xe đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên cổng dịch vụ công và kê khai chính xác, đầy đủ, trung thực các nội dung quy định trong mẫu giấy khai đăng ký xe, tải ảnh chụp của xe theo hướng dẫn. Bước 2. Chủ xe thực hiện lựa chọn biển số, nếu đã có biển định danh hoặc biển đấu giá, hoặc bấm biển số trên cổng dịch vụ công. Bước 3. Cổng dịch vụ công thông báo mã dịch vụ công và biển số xe được cấp cho chủ xe, hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử để chủ xe nộp tiền lệ phí qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên cổng dịch vụ công. Bước 4. Sau khi thanh toán thành công lệ phí đăng ký xe, cổng dịch vụ công thông báo cho chủ xe về việc hoàn thành nộp lệ phí. Bước 5. Cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu, chuyển về hệ thống đăng ký quản lý xe, in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe. Sau đó trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt ký hồ sơ xe để trả kết quả đăng ký xe về cổng dịch vụ công theo quy định. Bước 6. Chủ xe nhận thông báo về kết quả hồ sơ từ cổng dịch vụ công Bộ Công an qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử, nộp lại phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng có dán bản trà số máy, số khung có đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất và nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe qua dịch vụ bưu chính công ích. Bước 7. Cán bộ đăng ký xe nhận phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để kiểm tra đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống đăng ký quản lý xe, ký xác nhận đã kiểm tra, đối chiếu lên bản trà số máy, số khung của xe để lưu vào hồ sơ đăng ký xe, quét bản trà số máy, số khung của xe và tải lên hệ thống đăng ký quản lý xe. Chương trình cải cách hành chính hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.